Như vậy thì tôi đã định nghĩa xong các cái cốt trên thành phần Axiomary, trên thành phần là các ngang điển hình, để từ đó cái phục vụ cho chúng ta cái công tác tính khối lượng cũng như cái công tác tiếp theo của thiết kế đường hầm và tính toán khối lượng đường hầm tàu điện ngầm nói riêng và đường hầm trong mọi đường hầm nói chung, từ hầm thủy điện, thủy lợi, khai thác mỏ, tất cả các thứ cũng tương tự định nghĩa như thế này. Đến đây thì tôi kiểm tra lại các cái thành phần của Axiomary, thành phần của SAP, thành phần của Code. Mình chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tuấn Civil và tôi là Anh Tuấn. Hôm nay thì tôi muốn phổ biến, giới thiệu và trình bày với các bạn cái thiết kế về cái hệ thống, tất cả các cái hệ thống về đường hầm bằng Civil 3D. Thiết kế đường hầm bằng Civil 3D thì là một trong những cái nội dung mà rất là quan trọng trong những thời gian tới, khi mà ở Việt Nam các dự án về tàu điện ngầm đã và đang được triển khai rất là rầm rộ và rất là nhiều. Do đó thì cái nội dung này sẽ phục vụ cho rất nhiều các cái bạn quan tâm. Bên cạnh đó thì cái nội dung thiết kế đường hầm bằng Civil 3D có lẽ chưa được phổ biến nhiều ở Việt Nam. Do đó đây là những nội dung mà sẽ quan trọng và sẽ mới mẻ để cho những ai quan tâm. Nhắc lại cái ý tưởng mà tôi làm các cái video, tôi làm video hướng dẫn thiết kế về đường hầm bằng Civil 3D là do trong một cái bài video tôi up lên, đó là Civil 3D tính khối lượng đào đắp san nền kênh mương gia tải san nền theo phương pháp mặt cắt. Thì trong video đó có một bạn tên là Hùng Hoàng, bạn có hỏi tôi mong anh hướng dẫn cách tính khối lượng đào đổ bê tông cho đường hầm giao thông hoặc đường hầm thủy lợi, thủy điện ạ. Thì trong cái bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tính toán khối lượng và thiết kế các cái dự án về đường hầm giao thông, đường hầm thủy lợi, đường hầm thủy điện, tất cả các loại đường hầm. Tuy nhiên trong ví dụ cụ thể của tôi thì tôi sẽ ví dụ thiết kế cái dự án về tàu điện ngầm và các cái dự án khác như thủy lợi, thủy điện, giao thông, đường hầm các kiểu khác, thì nó cũng sẽ tương tự, các bạn có thể là vẫn sử dụng bình thường được và ứng biến linh hoạt để sử dụng bình thường. Ở trên hình ảnh, trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đây là cái dự án, một những cái hình ảnh phối cảnh của cái mặt cắt hầm. Đây là hầm đơn, hầm đơn tức là một ống hầm mà bên trong chứa hai đường ray double track, double rail để cho tàu cao tốc chạy hai chiều. Đây là một dạng kết cấu hầm của tàu điện ngầm ở trên thế giới đang áp dụng. Đây là một cái loại hình mà hầm đơn, tức là hai ống hầm cho hai đường track chạy hai chiều, với mỗi ống hầm cách nhau khoảng 18 mét, từ tính từ tim, và đường kính của ống hầm là 8,750 mét. Đây là một cái dự án ở châu Âu, một cái mặt cắt điển hình dự án ở châu Âu với cái ống hầm, hai ống hầm cho hai đường track chạy riêng biệt. Đây là một cái mặt cắt điển hình của một cái ống hầm để đáp ứng cái đường tàu điện ngầm cho một đường track chạy bên trong, với cái bán kính bên phía trong của ống hầm là 3,09 mét, bán kính bên phía ngoài của ống hầm là 3,39 mét, tức là chiều dày của cái vỏ hầm bằng các cái tấm bê tông cốt thép dày là 30 phân, 0,3 mét. Và đây là dự án ở Việt Nam. Dự án này là dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên đang thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, với ống hầm người ta thiết kế là 3025 mm, tức là 3,025 mét, với cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn Chaya của Nhật. Thì với cái bán kính là 3,025 mét cho một cái ống hầm thì nó cũng khá là tương đương với tiêu chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Chaya của Pháp. Đây, cụ thể là dự án châu Âu thì người ta thiết kế với cái bán kính phía trong là 3,09. Tuy nhiên, dự án tuyến số 1 của thành phố Hồ Chí Minh
thì người ta thiết kế cái ống, cái đường, cái bán kính ở phía trong ống hầm là 3,025 mét, khá là tương đồng với dự án ở châu Âu. Trên cái mặt cắt điển hình, hôm nay thì tôi sẽ trình bày với cái mặt cắt điển hình của dự án ở châu Âu này cho nó tương đối phù hợp với các cái thông lệ quốc tế. Thì một vài thông tin về mặt cắt điển hình này thì tôi thông tin như sau: bán kính bên phía trong là 3,09 mét, bán kính bên phía ngoài bao gồm cả vỏ hầm là 3,39 mét, chiều dày vỏ hầm là 0,3 mét. Cái khoảng cách từ cái phần tà vẹt cho xuống đến đáy của ống hầm là 1,44 mét. Đó là một số những cái thông số cơ bản để tôi sẽ thiết kế bằng siêu in 3D, đưa lên cái mặt cắt điển hình bằng siêu in 3D để tính toán khối lượng. Ngoài tính toán khối lượng ra ấy, thì nó cũng còn phục vụ cả các cái công tác giải phóng mặt bằng chẳng hạn. Như vậy, khi mà từng mặt cắt một chúng ta đưa lên được những ống hầm với từng vị trí một rất là hữu ích cho phục vụ cho cả công tác giải phóng mặt bằng. Đây là bản vẽ CAD, bản vẽ AutoCAD mà tôi đã vẽ lại từ cái dự án của châu Âu mà cắt điển hình như tôi đã vừa thông tin. Với cái bán kính phía trong là 3,09 mét, bán kính phía ngoài là 3,39 mét, chiều dày của cái vỏ hầm bằng các tấm bê tông là 0,3 mét, và cái khoảng cách giữa cái phần đáy tà vẹt so xuống đến đáy của hầm là 1,44 mét. Thì trong cái thành phần mặt cắt ngang điển hình này thì tôi tạm phân tích có hai cái loại khối lượng cần phải tính toán. Tất nhiên nó còn khối lượng đào nữa, thì các bạn cũng tương tự. Khối lượng đầu tiên là khối lượng xung quanh cái này, nó gọi là reinforced connector circle segment, tức là cái này là cái phần khối lượng bê tông của vỏ hầm, của các cái tấm vỏ hầm. Khối lượng thứ hai là khối lượng blend connector fining connector, tức là cái khối lượng mà đổ bê tông của phần đáy hầm, cái bản đáy của cái tấm tà vẹt để cho các cái đường ray chạy trên này. Thì bây giờ tôi sẽ thiết kế bằng siêu in 3D để phục vụ công tác tính toán được hai cái khối lượng này. Mời các bạn theo dõi. Cái ống hầm này thì tôi phân tích kết cấu nó sẽ chia làm hai nửa, một nửa bên trái, một nửa bên phải, và tôi sẽ xây dựng cái mặt cắt bằng đường body line, cụ thể là như sau. Tôi vẽ body line ở đây. Tôi chọn cái chế độ bắt điểm là quan đáp. Tiếp theo thì tôi vẽ cái đường cong này bằng body line, thì tôi chọn cái arc. Tiếp theo tôi chọn cái chế độ second và tôi bắt điểm vào cái vị trí là quan đáp. Tiếp theo thì tôi bắt điểm tiếp theo vào quan đáp. Tiếp theo thì tôi chọn sang chế độ nai và tôi bắt điểm, chọn chế độ truy bắt điểm quan đáp. Tiếp theo thì tôi lại chọn sang chế độ arc và chế độ second và bắt điểm. Đến đây thì tôi bắt điểm endpoint. Như vậy thì tôi đã vẽ được xong một nửa của phần hầm bằng đường body line. Đây, tôi order blink. Đó, cái màu tím này là một nửa của hầm. Đường này là đường body line. Đây, body line. Tương tự như vậy thì tôi vẽ tiếp cái nửa hầm bên trái bằng đường body line. Thao tác cũng giống hệt là như vậy.
Như vậy thì tôi đã vẽ được hai cái nửa hầm bằng cái đường bodyline. Tiếp theo thì tôi vẽ đến tiếp cái phần finning connector. Như vậy thì tôi đã vẽ xong cái phần finning connector, tức là hiện nay thì sẽ có 3 thành phần, nửa hầm bên phải, nửa hầm bên trái và finning connector, 3 cái thành phần để đưa lên các điển hình của Civil 3D và từ đó tính toán cái khối lượng. Tiếp theo thì tôi định nghĩa các cái subassembly từ cái polyline này bằng cái công cụ tôi vào trong cái CAD design, xong tôi vào trong cái CAD subassembly from polyline. Đến đây thì tôi chọn cái nửa hầm bên phải, tôi đề là subassembly, tôi đề là Reinforced Connector RC. Ok, thì như vậy nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái subassembly bên phải. Tiếp theo thì tôi định nghĩa cái subassembly bên trái, tôi cũng làm tương tự create design create subassembly from bodyline và tôi kích vào trong cái bodyline này, tôi định nghĩa bên này bên trái. Bên trái tôi để là nếp. Ok. Như vậy thì tôi đã định nghĩa được cái subassembly của nửa hầm bên phải và nửa hầm bên trái. Bước tiếp theo thì tôi định nghĩa cái subassembly của phần finning connector. Đây tôi để là finning connector. Như vậy thì ta định nghĩa xong ba cái subassembly từ đường bodyline, đó là một nửa hầm kết cấu, nửa hầm bên phải, nửa hầm bên trái và phần finning connector. Bước tiếp theo thì tôi kích vào nửa hầm bên phải và tôi kích vào modify origin để tôi thiết lập cái này thành cái cơ bản origin và tôi kích vào cái phần center, chọn bắt điểm center. Cái mục tiêu này ấy, để cho sau này các điểm bắt điểm này để ta đưa vào cái mặt cái điển hình nó chính xác. Enter. Tương tự như vậy bên trái thì ta cũng kích vào cái modify origin và tôi chọn cái center để nó tạo một cái điểm cơ sở. Tương tự như vậy đến phần finning thì tôi cũng modify origin và tôi chọn center. Ok, thì như vậy đã xong. Đến đây thì tôi tạo assembly, tôi vào assembly, tôi create assembly, ở đây tôi để là assembly tunnel. Ok thì đã được cái assembly này. Bây giờ tôi định nghĩa các cái thành phần của hầm vào trong cái assembly này để tạo thành một cách điển hình thì làm như sau. Đầu tiên thì tôi tạo thành phần finning đầu tiên, tôi kích vào cái phần finning này, đây phần plane connector finning connector và tôi sẽ kích vào add assembly và bên này thì tôi chọn vào cái assembly, tôi chọn vào cái này đó, thì lập tức cái thành phần finning nó đã được định nghĩa trên cái assembly mà tôi mong muốn. Tương tự như vậy
cái phần bên phải tôi cũng làm như vậy, nửa hầm bên phải tôi cũng ép sang đến nửa hầm bên trái thì tôi cũng ép to assembly. Như vậy thì tôi đã ép được các thành phần nửa hầm bên phải, nửa hầm bên trái và phần fitting connector của cái phần assembly sang cái phần assembly do Swing 3D định nghĩa trong Swing 3D. Bước tiếp theo thì tôi định nghĩa các cái thành phần sát để từ đó định nghĩa ra các thành phần cốt để tính toán phục vụ được công tác tính toán khối lượng. Tôi phân tích cái vỏ hầm này nó sẽ có như tôi đã nói sẽ có ba thành phần. Thành phần thứ nhất là fitting, tôi tạm thời tôi mu nó ra đây. Sau một lát nữa mu lại để bắt điểm ở đây mu lại không thành vấn đề gì cả. Thành phần thứ hai là nửa hầm bên phải tôi mu đây. Thứ ba là nửa hầm bên trái tôi mu ra đây. Khi tôi mu được ba cái thành phần này rồi, tôi sẽ định nghĩa cái shape của từng thành phần một. Đầu tiên thì tôi định nghĩa cái shape của cái phần fitting, tôi kích vào fitting và đây tôi add shape. Tôi kích vào fitting, tôi chọn hết, quét chọn hết nhé. Sở dĩ tôi phải mu ra như thế này ấy, để bởi vì tôi phải quét để chọn hết được cái phần tôi cần định nghĩa để đưa vào cái shape. Enter thì khi nó chuyển thành cái màu khác như thế này thì cũng đã và định nghĩa xong một nửa của phần shape này. Tiếp theo thì tôi định nghĩa shape của phần nửa bên vỏ hầm bên phải, add shape và tôi quét một cái enter chuyển thành cái hack cái màu này thì đã định nghĩa xong. Tiếp theo thì bên trái tôi là add shape, tôi quét một cái enter đã xong, định nghĩa xong nửa hầm bên phải, nửa hầm bên trái và phần fitting định nghĩa shape. Sau khi chúng ta ép xong shape thì chúng ta lại mua lại vào đúng vị trí của assembly. Tôi kích ở đây và tôi cầm vào cái xanh này, tôi mua truy bắt điểm vào bắt vào đây. Tiếp theo thành phần bên này cũng tương tự như vậy, tôi lại mua lại bắt vào đây. Tương tự như vậy, nửa hầm bên trái cũng mu bắt vào đây. Như vậy thì đã xong, như vậy đã mu xong. Bây giờ tôi sẽ định nghĩa các cốt, add cốt để từ đó phục vụ cho chúng ta công tác tính khối lượng. Phần dưới này là cốt, tôi đề là fitting connector, fitting connector. Tôi chọn ở đây và tôi add code, tôi đề là fin connector fitchi enter, tôi chọn đây. Khi nó chuyển sang cái màu trắng này thì nó đã được nhận cái mảng này là cái code của fitting connector. Tiếp theo cái lửa hầm bên phải thì tôi cũng kích vào và tôi chọn add code, ở đây tôi chọn là right connector enter và tôi chọn vào đây. Khi nó chuyển sang màu trắng này thì cũng đã add xong. Tương tự như vậy thì còn bên trái tôi cũng add code và tôi chọn là net connector enter và chọn ở đây chuyển màu trắng này thì đã là xong. Như vậy thì tôi đã định nghĩa xong các cái code trên thành phần assembly, trên thành phần là các ngang điển hình để từ đó cái phục vụ chúng ta cái công tác tính khối lượng cũng như cái công tác tiếp theo của thiết kế đường hầm và tính toán khối lượng đường hầm tàu điện ngầm nói riêng và đường hầm trong mọi đường hầm nói chung, từ hầm thủy điện, thủy lợi, khai thác mỏ, tất cả các thứ cũng tương tự định nghĩa như này. Đến đây thì tôi kiểm tra lại các cái thành phần của assembly, thành phần của shape, thành phần của code, tôi quét vào đây.
và tôi vào trong cái assembly Bloody. Đây thì bên này construction nó sẽ cho ra chúng ta các cái phần định nghĩa fin, đó cái mảng fin, mảng drive, connector, nep, connector, phần code thì nó sẽ cho chúng ta kéo phần shaft, nó sẽ có phần fin, phần nep, phần drive của cái phần vỏ hầm. Như vậy thì công việc chúng ta định nghĩa cái vỏ hầm này, các cái code để thiết kế tiếp theo và tính toán khối lượng đã xong. Đây là những cái nội dung mà rất là quan trọng nên tôi sẽ trình bày từ từ, từng bước một để cho mọi người dễ hiểu. Do đó tôi dừng lại cái buổi hôm nay của tôi ở đây. Mời các bạn chú ý theo dõi các phần tiếp theo trong cái nội dung này, trong cái lĩnh vực này để thực hiện đầy đủ được cái thiết kế về đường hầm tàu điện ngầm nói riêng và đường hầm các loại đường hầm từ giao thông, thủy lợi, thủy điện, khai thác mỏ ở nói chung. Tôi dừng lại cái buổi hôm nay của tôi ở đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nice Share để nhận được các video tiếp theo. Trong những thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cái nội dung về đường hầm này. Và đây là một trong những nội dung mà rất là mới mẻ ở Việt Nam, chưa có áp dụng nhiều, cũng như rất là hữu ích trong những thời gian tương lai sắp tới để phục vụ cho tất cả mọi người. Trong video này thì tôi cũng có một số các cái nội dung sắp bằng tiếng Anh để cho các bạn ở nước ngoài có thể xem và hiểu được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi lần sau.